dưới tòa Thế Tôn, thành đạo quả bốn đôi tam chúng, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cung nghênh kính lễ một niềm thánh đức chúng, cung nghênh kính lễ một niềm thánh chúng vô lượng phước điền thế gian. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành, quy y tăng bảo tịnh thanh. Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên, gieo năm vọc trọn niềm thảm hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dung. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng cho có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng nghiệp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có vĩnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, kính bạch sư, con đã đọc xong Kinh Tam Bảo tóm tắt ạ. Con xin nhường mic lại cho vị khác ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính chào ông Năm Bà Năm, kính chào thầy Kinh, kính chào tất cả các đạo hữu vừa mới vào đạo tràng. Dạ, đã đến phần thọ ngũ giới, con xin thay mặt đạo tràng để tắt bạch cùng sư Thanh Tâm ban ngũ giới cho hàng đệ tử chúng con ạ. Uka samayang phạm tê quý sum rắc khá na tha yá tí sá gá nê na sá gá tâm chá si la ni ya cha ma. Bạch hóa Đại Đức Tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đú tí yam tí ma yang phạm tê quý sum rắc khá na tha yá tí sá gá nê na sá gá tâm chá si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti yam ti ma yang phàm tê vi sum ra kha na tha ya ti sa ra nê na sa ha tam cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ, con kính sư Thanh Tâm truyền tâm quy vào ngũ giới cho đạo tràng chúng con ạ. Con xin kính dâng mít cho sư ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Duṭticcāmpi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Duṭticcāmpi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Duṭticcāmpi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tati chambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tati chambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tati chambi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dạ, mời chị. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Duṭticcāmpi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Duṭticcāmpi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Duṭticcāmpi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tati yam ti Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tati yam ti Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tati yam ti Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba.
Ti sarana gahanam paripunnam bana ti bata ve ramane sika padang samadhiyami adinna dana ve ramane sika padang samadhiyami kame sumicca chara ve ramane sika padang samadhiyami musa vada ve ramane sika padang samadhiyami Sura meraya macapamadathana veramane sika padang samadhiyami. Panatipata veramane sika padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sắc sanh. Adinadana veramane sika padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa Kame sumicca chara veramane sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musawada veramane sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Suraneya macchappamadathana veramane sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Chư thiện tín nên thọ trì ngũ giới này chứ được trong sạch, phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, không nên dễ vui. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái ấy nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật chứ được trong sạch, đừng để lắm nhơ. Sa thú lành thay. Dạ, yeah. Con xin lập phần sám hối Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo ạ. Uttamang ghe na hoàng đề hằng ta đã tâm sum qua rút ta mang bụt thề dô ca lý tô đô sô bụt thô. Hàm tu tăng mà mang út ta mang ghê na hoàn đề hằng thầm mạnh quy thăng qua răng thầm mê vô kha lý tô đô sô thầm mô hàm tu tăng mà mang út ta mang ghê na hoàn đề hằng sanh khanh cha đuôi thoát ta mang sanh thề vô kha lý tô đô sô sanh khô hàm tu tăng mà mang. Con xin hết lòng kính bảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ xin sư Thanh Tâm chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thay. Ma chaloka tipati sahampati katan jali antiwa ala sapta pamacchakkhajati kadese tu tamang anukampi mang pacang sattamma phen vinayan chakayan Sút tanh chạp văn thăng a phi thăm mắt chăm măng A cổ ta gian tô chạp tu sân chạp đán đăng
Tam bồ tha na ye pa ri sa ya mat che. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước, minh quang lúa chờ. Trời ló mọc đặng nhờ ánh sáng, cỏ hoa lành rải tảng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lập giả ngày giờ chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính pháp, thính dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành dưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ con xin kính dâng mic cho thầy Kinh ạ. Dạ xin mời thầy Kinh. Mô Bà Tha Giá, Đặc Mô Thầm Mà Giá, Đặc Mô Sàng Hà Giá. Dạ, kính lễ Sư Thanh Tâm, kính chào, kính lễ Sư Pháp Trang, kính chào tất cả quý vị. Nghe rõ không? Alo. Rõ ha, ok. Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục thập nhị nhân duyên. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ toàn bảo tấm tắc. Arahang Samma Sambuddho Phagava Buddhang Phagavan Tăng Apivadame Svakato Phagavata Thammo Thammang Namastami Supatibanno Phagavato Savakasangho Sanghang Namami Samma Sambuddhamma Tulang Sattham Magaluttamang Apivadipasetsang Apithammatthasanggang. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói những gì chứ đừng trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Thầy Nhất, Nam mô Thầy Mạng, Nam mô Thầy Khai Nhất. Chúng ta bây giờ chương trình chúng ta cũng dẫn như cũ ha. Đọc Bali trước, rồi sau đó vào bài học. Xin mời MC Boss Bài lên này cùng hình cùng thỉnh tất cả quý vị lên do quan hỷ ha. Mời thầy. Dạ, mô Phật, một lần nữa con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ Sư Pháp Trang, kính chào quý cô, kính chào thầy Kinh và kính chào đạo tràng. Sư xin đọc trước ạ. Bắc Chá Giá Sàng Gá Quý Pa Gô 8, Tót Yếu Về Duyên, đoạn 3, Tá Thá Tá Vô Át Tha Đoà Đá Sàng Gá Ní Vì Sata Kara Tí Sàng Thí Chá Tú Sàng Khệ Phô Tì Ní Quát Tà Ní Quê Mù La Ní Chá Quê Đí Tắp Bà Ní. Nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi yếu tố, 20 phương cách, chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Các tăng Avijja Sankhara Atito Attha Chati Chara Maranang Anagato Attha
ma che attha pa chuk pa me attha ti ta yo attha. Như thế nào? Vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại. Như vậy có ba thời kỳ: Aviya Sankhara Vinyanang Jnanarupang Salayata Nang Patso Vedana Tanha Upadanang Pavo Chati Chara Maranati Doadasangani Sokadiwa Chanang Panetha Nisanda Palan Nidasanang. Vô minh, hành, thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc, lục căn, xúc, thọ, ái, thủ hữu, sanh lão và tử là 12 chi. Những danh từ sầu muộn, ta tháng, vân vân là hậu quả của sanh. Rồi, sư nghĩ sư đã đọc xong rồi, kính mời vị kế tiếp nha. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính chào thầy Kinh, kính chào anh chị em trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Đoạn 4. Avijja Sankhara Yahamena Panettha Sanghupadana Phawati Yahita Phawanti Tattha Sanghupadana Phawat Yahamena Cha Avijja Sankhara cha tí cha ra ma ra nặc ra ha nề na cha quỳnh nhà na bí phá lá tành cha ca mề quá cha hít tàn tí cắp tòa. Nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái, thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế ấy, khi đề cập đến ái, thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão và tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. Ati te he ta vô pành cha y đà ni phá lá pành cha cần y đà ni he ta vô pành cha à gia tình phá lá pành cha cần tí vi sa ta ca ra tí sàn thí cha tu sàn khề ta cha phá hoàn tí. Dạ, con đã đọc xong rồi. Con... Ồ, dạ. Như vậy có 1 năm nhân thuộc về quá khứ và 2 năm quả trong hiện tại, 3 năm nhân trong hiện tại và 4 năm quả thuộc vị lai, có 20 phương cách, 3 mối liên hệ và 4 phân hạng. Dạ, con kính tri ân thầy Kinh và dạ, cảm ơn đạo tràng lắng nghe. Dạ, con xin submit ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, dạ con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ thầy Kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài ạ. Bách cha gia sằng ga ha quy phà gồ toát yếu về duyên đoạn 3. Tát tha ta dồ át thà đòa đa sẵn gà ni quỳ sa tà cà rà ti sẵn thi cha tu sẵn khề bồ tì ni hoa tà ni đuề mù là ni cha quề đi táp bà ni. Nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có 3 thời kỳ, 12 chi, yếu tố, 20 phương cách, chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạ, 3 vòng quanh và hai nhân. Các thằng Avijja Sankhara Atito Attha Cha Tichara Maranang Anagato Attha Macche Attha Bách Chúc Bàn Nề Attha Tittayo Attha. Như thế nào? Vô minh và hành thuộc về quá khứ,
sanh, lão, tử thuộc về vị lai, tám chi ở giữa thuộc về hiện tại. Như vậy, có ba thời kỳ. Avicca sankhara vinnya nang namaru bằng sa la yata nang pha so we da na tan ha Ubada nang pha vo cha ti cha ra mara nan ti đoà da sang ga ni so ka di qua cha nang banet thani san da pha la ni da sa nang vô minh hành thiện và bất thiện thức tái sanh danh sắc lục căn xúc thọ ái thủ hữu sanh lão và tử là 12 chi. Những danh từ sầu muộn ta tháng vân vân là hậu quả của sanh. Dạ con đã đọc bài xong ạ. Dạ con kính tri ân thầy kinh. Dạ kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp ạ. Xin lỗi. Dạ con xin kính lãnh lễ ba ngôi tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Con xin kính lãnh lễ Sư Thanh Tâm. Con xin kính lãnh lễ Sư Pháp Trang. Kính thưa Thầy và kính chào tất cả anh chị em trong đạo tràng. Con xin được đọc đoạn 4. Avicca sankha rắc gá nề ná ba nê thá tàn hù bà đà ná phá hòa bí gây tà phá vạn tí ta thà tàn hù bà đà ná phá quắc gá ha nề ná cha a vích cha sàng khà ra cha tí cha ra ma ra ná gá ha nề ná cha cha viền nhà nà đi phá lá bền chắc ca mề quá gái hí tàn tí cách tòa. Nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái, thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế ấy, khi đề cập đến ái, thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão và tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. A tỳ tề hề ta vô bèn cha y đà ni phá lá bèn cha cần y đà ni hề ta vô bèn cha à gia tiền phá lá bèn cha cần tí vì sa tà cà ra tí sàn đi cha tu sàn khề bà cha phá vành tí. Như vậy có một, năm nhân thuộc về quá khứ. Số 2, năm quả trong hiện tại. Thứ 3, năm nhân trong hiện tại. Thứ 4, năm quả thuộc vị lai. Có 20 phương cách, 3 mối liên hệ và 4 phân hạt. Dạ, con đã đọc xong. Con kính tri ân quý sư, kính tri ân thầy và kính cảm ơn tất cả anh chị em trong đạo tràng. Chờ Nam Mô Bất Thay Nam Mô Tham Ma Giác Nam Mô Sang Khai Giác Con Đảnh Lễ Sư Thanh Tâm Đức Tăng Sư Tôn Đức Tăng Đi Bà Cô Tu Nữ Kinh Kính Lễ Thầy Kinh. Dạ con xin kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Bát Chay Giác Sang Ca Hạ Quý Phà Gồ Tóc Ý Về Duyên Đoạn 3. Tát Thá Tá Dù Át Thà Đồ Đá Sang Cà Ní Bích Vì Sa Tà Khà Rà Thí Sàn Thí Chá Thú Sàn Khề Bồ Trì Ní Vá Tà Ní Tùy Mù Là Ní Chá Về Đích Đáp Bà Ní. Nơi đây đó là định lực tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng các ba thời kỳ 12 chi yếu tố, 20 phương cách chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạ, 3 bồng quanh và 2 nhân. Các thần Avicca sankhara attito attha jati chara mana nang anagatto attha macce attha paccappanne attha ditayo attha. Như thế nào vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại. Như vậy các ba thời kỳ.
Avijja sankhara vinyana na madhu bang sala yatan phat so ve da na tan ha upada nang phá vô cha ti cha ra mana nan ti do da sankha ni so ka di wa cha nang bat net tat nit sang da phan la nit dat sat nang vô minh hạnh, thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc, lục căn, xúc thọ, ái thủ, hữu sanh lão, và tử là 12 chi, những danh từ sầu muộn, ta tháng vân vân là hậu quả của sanh. Dạ, con đã đọc bài sanh, và cảm ơn Trung Nguyễn đã post bài, và xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, và nguyện như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con xin kính chào thầy kinh và cũng như con xin chào toàn thể đạo tràng và con xin đọc bài ạ. Đoạn 4. Avijja sankharaggahane nabanet tha tan hu ba da na phá hoa bi ga hi ta phá hoành tí ta tha tan hu ba da na phá quát ga ha nề na cha a vít cha sằng kha ra cha tí cha ra ma ra nát ga ha nề na cha huỳnh nhà na đi phá phá bành cha cá mề quá ga hi tành tí cách tòa. Nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế ấy, khi đề cập đến ấy, thủ và hữu, thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão và tử, thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. Atite hệ tá vô bành cha ý đà ni phá lá bành cha cần ý đà ni hệ tá vô bành cha à giá tình phá lá bành cha cần tí quỳ sa ta cà rà tí sành thí cha tú sành khề bà cha phá hoành tí. Như vậy có một năm nhân thuộc về quá khứ và hai năm quả trong hiện tại, ba năm nhân trong hiện tại và bốn năm quả thuộc vị lai, có 20 phương cách, 3 mối liên hệ và 4 phân hạng. Dạ con đã đọc xong, và Nguyên Như xin kính mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Đà, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Con xin trí kính lễ và ngồi tam bảo, hồng vân Phật bảo, Pháp bảo và tăng bảo. Xin trí kính lễ chư quý sư, kính lễ thị kinh và toàn thể đạo tràng. Con xin trả bài tiếp. Paccaya sanggaha vipago tất yếu về duyên. Đoạn 3. Tattha tayo tayo adda dva da sanggani visatta kara tisanti chatu sankhe po ti niwattani dve mula ni cha về dittappani. Nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có 3 thời kỳ, 12 chi, tức là yếu tố, 20 phương cách, chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Các thằng Avijja Sankhara Atito Adda cha ti cha ra maranam anagato adda macce attha paccuppanne adda ti tayo adda. Như thế nào vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, 8 chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại. Như vậy có 3 thời kỳ. Tâm chỉ dự thuộc hình trạng. Avijja sankhara vinyana na marupang sala sala yata nang faso we we dana tanha upadanang upadanang pavo jati
chara maranamti dva dasangani ni asoka divacchanam panatta nisandhafala nidasanam vô minh hành thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc, lục căn, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão và tử là 12 chi, những danh từ, sầu muộn, ta kháng, vân vân là hậu quả của sanh. Sa thú xin tri ân cô trong những tập post bài. Xin tri ân toàn thể đạo tràng và cũng xin xuống mic mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Thà giá. Dạ, cảm ơn con Trần Nguyễn. Dạ, con Tự Mẫn, con xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Con kính lễ Sư Thanh Tâm, Sư Pháp Trang, Thầy Kinh, ông Nam Bằng, cùng cô tu nữ Phúc Hạnh, cùng mấy anh chị em đã hữu trong đạo tràng. Con xin đọc đoạn 4. Avijja sankhara gahanena panettata hubadana bhava vigahita bhavanti. Tathā tanhu badana bhavaga hanena ca avijja sankhara yati yara marana gahane na cha vinya na di palaban cha kame wa gahi tan tika toa. Con xin sám hối đạo tràng. Nơi đây đề cập đến vô minh và hành thì ái, thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế ấy, khi đề cập đến ái, thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão và tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm đó, loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. Ati tề hề ta bồ bành cha y đà ni pha la bành cha cần y đà ni hề ta vô bành cha à gia tình hoa la bành cha cành ti vị sa tà cà ra ti sằng thi cha tu sằng thề bà cha phá hoàn ti. Như vậy có một năm nhân thuộc về quá khứ và hai năm quả thuộc về hiện tại, ba năm nhân trong hiện tại và bốn năm quả thuộc vị lai, có 20 phương cách, 3 mối liên hệ và 4 phân hạng. Dạ, chắc con đã đọc xong quá. Dạ, con cảm ơn quý sư và quý đạo tràng. Con cảm ơn cô, cảm ơn con Trần Nguyễn. Con xin xuống mất. Nam mô Bích Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sẵn Khai giá. Dạ, con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tinh Nghi. Dạ, kính chào Thầy Kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Cảm ơn Sức Châu Nguyễn đã post bài. Bách Chá Giá Sẵn Khai Há Lý Phà Gồ Tất yếu về duyên, đoạn 3. Tát thá giá, tát thá tá dồ, át thà,
đòa đa sàng gà ni vi sát tà cà ra. Tí sàn thi, cha tu sàng khề bù. Tì ni vát thà ni, đề mù là ni cha, quê tí táp bà ni. Nơi đây, đó là định luật tùy thuộc phát sanh. Nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi yếu tố, 20 phương cách chia làm 4 nhóm. Sự liên hệ 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Hơi nhỏ. Nghe lớn. À, nghe ok chưa dạ? Dạ, con xin sám hối. Dạ, con xin đọc tiếp ạ. Các thằng avijja sankhara atito attha jati jara maranang anagato attha macche attha pacchuppanne attha titayo attha. Như thế nào vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại. Như vậy, có ba thời kỳ. Avijja sankhara vijñānang nāmarūpaṃ yatanang phasso vedanā taṇhā upādānang phavo jāti jarā maraṇanti đoà đa sằng gà ni sô gà đi qua chà chà nằng ba nét tha ni sàn đa pha la ni đa sa nằng vô minh hạnh thiện và bất thiện, tức tái sanh danh sắc lục căn xúc thụ hữu sanh lão và tử và 12 chi, những danh từ sầu muộn tan ta tháng vân vân là hậu quả của sanh. Dạ, cảm ơn Sức Châu Nguyễn. Dạ, Sa Thú. Dạ, con xin xin mít ạ. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng. Kính cảm ơn thầy kinh. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Mây, Nam mô Sang Khay, con kính lễ Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, con kính lễ sư Thanh Tâm, con kính lễ thầy Kiên, con kính lễ đạo tràng. Dạ cho con xin trả bài. Đoạn 4. Avijja sankhara sankhara gaha nena anatta tan upadana phava higahi higahita phavanti tất thà tàn hù phà đà na phá quốc gá hà nề na chấp a vít chà sẵn khà ra chà tí chà ra ma ra na gá hà nề na chấp quên nhà na tí phá la bàn chấp ká mê vá gá hít tắt gá hít tàn tí khá quả. Nơi đây, khi đề cập đến vô minh và hành, thì ái thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế, khi đề cập đến ái thủ và hữu, thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão, tử, thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. A tì tề hề ta vô bàn chắc, y đà ni phá la bàn chắc, thằng ida ni hệ ta vô bản chất a ya tin pa la bản chất khan ti vi sa ta kha ra ti san ti cha tu san khe pa cha pha wan ti. Như vậy có một năm nhân thuộc về quá khứ và hai năm quả trong hiện tại, ba năm nhân trong hiện tại và bốn năm quả thuộc vị lai, có 20 phương cách, 3 mối liên hệ và 4 phân hạng. Dạ, kính chào cô Châu Post bài và con xin xuống mic ạ.
Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, kính lễ, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ, con kính chào Thầy Kinh, kính chào toàn thể quý đạo hữu. Dạ, sau đây con xin đọc bài ạ. Bách Chá Giá Sang Gá Hồ Quýt Phà Gồ Tát Yếu Về Duyên, đoạn 3. Tát Thá Tá Dô Át Thà Hòa Đá Sằng Gà Ní Quýt Xá Tà Khà Rà Tí Sằng Thí Chá Tú Sằng Khề Phồ Tì Tì Tí Quá Tà Ní Đòa Mù Là Ní Chá Quề Đít Tá Bà Ní. Nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi yếu tố, 20 phương cách chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Dạ, xin cho Nguyễn cho bác à, cảm ơn cho Nguyễn. Khách thần á quýt trà sằng khà rà á tì tồ á thà trà tí giáp trà má rá nằng à nà gá tồ á thà mắt chề á thà bút bách chút bành nề á thà tí tá dồ á thà. Như thế nào vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại, như vậy có ba thời kỳ. Á quýt chà sằng khà rà quỳnh nhà nằng nà má rù bằng xá là giá tá nằng phát sồ quề đà nà quề đá nà tành hà ú bà đà nằng phá gồ chà tí chá rà má rá nằng tí đòa đá sằng nà gà ní sồ gà quý quách chá nằng bành thề bành nề thà nít sằng đáp phá lá nít đáp xá năng vô minh hành thiện và bất thiện thức tái sanh danh sắc lục căn xúc thọ ái thủ sanh lão và tử là 20 chi những sanh được những danh từ giàu muộn ta tháng vân vân là hậu quả của sanh. Và con xin bích. Dạ, con kính mời vị kế tiếp. Cảm ơn Châu Nguyễn bốt bài ạ. Dạ, Nam Mô Bố Thầy, dạ, Nam Mô Thầm Mà, dạ, Nam Mô Sanh Thầy. Dạ, con kính ảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính ảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính ảnh lễ Thầy Kinh và Đạo Tràng. Dạ, cho con xin trả bài. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn post bài. Đoạn 4. Awitcha sankhara gahane nabanatha tanhu badana fawa bigahita fawanti tattha tanhu badana faga gahena cha awitcha sankhara chati chara mara raga gahane na cha winya na di pha la tan cha ka me wa ga hi tan ti kat tòa. Nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cũng thế ấy, khi đề cập đến ái thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó.
Khi đề cập đến sanh lão tử thì năm hậu quả cùng với những loại của nó cũng được bao hàm trong đó. Ati te he ta vô bành cha y đa ni pha la bành cha cần y đà ni pha la bành cha cần y đà ni hề ta vô bành cha à gia tình pha la bành cha thành tí quỳ xá tà cà rà tí sàn thi cha tu sàn kề bà cha pha hoàn tí. Như vậy có một năm nhân thuộc về quá khứ và hai năm quả trong hiện tại, ba năm nhân trong hiện tại và bốn năm quả thuộc vị lai, có 20 phương cách, ba mối liên hệ và bốn phân hạng. Con đã đọc xong. Xin chào mấy trời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con xin kính lãnh lễ sư trí tham vào mới vào đạo tràng. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính dâng bích lại cho thầy kinh. Con nghĩ là đạo tràng đã đọc xong hết rồi thưa thầy. Dạ, con xin cung thỉnh thầy ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, kính lễ sư trí tham mới vào room. À, lâu quá không gặp sư an vui. Rồi về Nguyên Dư lên trình bày là cái bài tuần rồi ha, mình học nó tao quan được gì đó, trình bày tới đâu ha, rồi cái tiếp tục học tiếp, nhớ đọc chậm thôi nha, chậm đừng đọc nhanh quá để cho chồng Nguyễn nó post bài lên. Rồi ok, xin chào Nguyễn. Dạ thầy. Bài hôm bữa mình học là ngày 12 tháng 3 năm 2021, thủ duyên hữu. Cái này là thuộc phần số 9 La Mã. Upada napachaya phá quá. Con xin đọc chậm chậm thôi. Hữu, cái gì trở thành, cái có, hiện hữu, sẽ có, sẽ trở thành. Hữu có hai loại là nghiệp hữu và sanh hữu. Nghiệp hữu, cầm má phá quá, có ba. Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. A nhỏ thân nghiệp là sự cố tạo tác bằng thân hành, sai khiến làm các việc thiện hoặc là bất thiện. Chi pháp là tâm sở tư, 12 tâm bất thiện, 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo. B nhỏ khẩu nghiệp là sự cố tạo tác bằng khẩu hành, sai khiến lời nói thiện hoặc bất thiện. Chi pháp là tâm sở tư, 12 tâm bất thiện, 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo. Câu hỏi của thầy là tại sao không có tâm đáo đại? Câu trả lời: không có tâm đáo đại vì đang đắc thiền thì không có thể có khẩu nghiệp hay là thân nghiệp được. C nhỏ ý nghiệp, sự tư duy tạo tác các ý nghĩ thiện hoặc bất thiện thuộc hiệp thế. Chi pháp là tâm sở tư, 12 tâm bất thiện, 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo và 9 tâm thiện đáo đại. 2. Sanh hữu, upapatti phá quá. Upapatti phá quá, khi có sự sanh, sự hiện hữu các uẩn trong các cõi do nghiệp hữu, khi đó có sanh hữu. Sanh hữu nói gọn có ba: A nhỏ là dục hữu, B nhỏ là sắc hữu, C nhỏ là vô sắc hữu. Sanh hữu nói rộng có ba nhóm, có ba nhóm ba: A nhỏ là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. B nhỏ, hữu tưởng hữu, vô tưởng hữu, phi tưởng phi phi tưởng hữu. C nhỏ,
nhất uẩn hữu, tứ uẩn hữu, ngũ uẩn hữu. Tổng số ba nhóm sanh hữu, 3 x 3 là 9 sanh hữu. Tất cả sanh hữu này được tìm thấy trong 31 cõi trong tam giới. A nhỏ dục hữu, ca má phá quá, có 11 cõi thuộc dục giới đủ 5 vững. 4 cõi khổ, 1 cõi nhân loại, 6 cõi trời dục giới, tổng cộng là 11 cõi dục giới. B nhỏ sắc hữu, ru bá phá quá, có 16 cõi thuộc sắc giới đủ 5 quẩn và 1 quẩn. Có sự hiện hữu của các vị phàm thiên ở 16 cõi sắc giới thì được gọi là sắc hữu. Một quẩn là vô tưởng. C nhỏ vô sắc hữu, á ru bá phá quá, có 4 cõi thuộc vô sắc giới có tứ danh quẩn. Có sự hiện hữu của các vị đại phàm thiên 4 cõi vô sắc. E nhỏ, vô tưởng hữu. Dạ con bị nhảy rồi. À, D nhỏ là vô sắc hữu, Aruba phá quá. Có 4 cõi thuộc vô sắc giới, có tứ danh quẩn, có sự hiện hữu của các vị đại phạm thiên 4 cõi sắc giới. E nhỏ là hữu tưởng hữu, sanh lý phá quá, có 29 cõi hữu tưởng, gồm có 11 cõi dục giới, 15 cõi sắc giới, tức là 16 trừ cõi vô tưởng, có 3 cõi vô sắc giới, tức là 4 cõi trừ cõi phi tưởng phi phi tưởng, tức là tất cả cộng lại là 29 cõi. Có sự hiện hữu của các chúng sanh có tưởng thô trong 29 cõi dục, sắc và vô sắc, trừ cõi vô tưởng và trừ cõi phi phi tưởng ra. Tri nhỏ, vô tưởng hữu, á sanh ni phá quá, có một cõi vô tưởng với sắc uẩn, có sự hiện hữu của chúng sanh thuộc cõi vô tưởng. Hắc nhỏ, à, hôm bữa thầy đọc đó là số mà Châu gọi để thành cái chữ, thành ra nó cứ lộn tới lộn lui, con xin sám hối cả nhà để con gọi lại. Vô tưởng hữu trước, thôi con đọc theo cái số của con đi cho nó dễ. Vô tưởng hữu trước, rồi bây giờ sáu nhỏ là phi tưởng phi phi tưởng hữu. Á sanh ni na sanh ni phá quá, có một cõi thuộc tứ danh quẩn, có sự hiện hữu của các vị đại phạm thiên cõi vô sắc cao nhất. Số 7, nhất quẩn hữu, ê cá vô ca rá phá quá, là chỉ có một quẩn duy nhất, tức là chúng sanh thuộc cõi vô tưởng hữu. Số 8, tứ quẩn hữu, chá tứ vô ca rá phá quá, có 4 uẩn, tức danh uẩn thuộc các vị đại phạm thiên cõi vô sắc. Và số 9, ngũ quẩn hữu, banh chá vô ca rá phá quá, có 5 uẩn với tất cả chúng sanh có đủ danh sắc thuộc 11 cõi dục giới và 15 cõi sắc giới trừ vô tưởng. Cả con đã đọc xong, con xin dâng mít lại cho thầy kinh ạ. Lộn xộn lum la. Ghi lắm, ghi sao lộn hết trơn. Cười, nó cười. Rồi, giờ mình tiếp theo đoạn của nó, đoạn chót tiếp. Để ghi chú, hai chấm. Rồi ghi chú lại những cái phần mình học rồi ha, ghi chú phần đó. Đối với loại hữu nào phát sanh do từ dục, phải, cái đó gọi là dục hữu. Đối với loại hữu nào phát sanh do từ dục, phải, cái đó được gọi là dục hữu. À, tức là những cái hữu nào phát sanh do từ cái dục ha, thì phát sanh được gọi là dục hữu.
chưa? Rồi, hữu nào phát sanh do ly dục nhưng ái sắc là sắc hữu. Hữu nào phát sanh do ly dục phải nhưng ái sắc là sắc hữu. Chết kẹt chưa quý vị ơi? Alo. Rồi, hữu nào phát sanh do ly sắc ái vô sắc là vô sắc hữu. Hữu nào phát sanh do ly sắc ái vô sắc là vô sắc hữu. Đó, tức là nói về dục giới, sắc giới, vật giới. Bây giờ hữu nào phát sanh là dục thì được gọi là dục hữu. Nhưng mà hữu nào phát sanh do ly dục nhưng mà còn ái sắc giới thì gọi là sắc hữu. Còn hữu nào mà ly sắc sắc luôn mà ái vô sắc thì là vô sắc hữu. Rồi ha. Rồi hữu nào có tưởng là hữu tưởng. Hữu nào có tưởng là hữu tưởng. Tức là hữu nào mà có tưởng thì được gọi là hữu tưởng, hoặc là có tâm là hữu tâm hay hữu tưởng. Rồi hữu nào không có tưởng là hữu vô tưởng. Rồi chậm chậm lại ha, hữu nào không có tưởng là hữu vô tưởng. Hữu nào không có tưởng là hữu vô tưởng. Rồi. Hữu nào có tưởng thô là hữu tưởng hữu. Hữu nào có tưởng thô là hữu tưởng hữu. Cái này từ trước là mình học hết rồi ha. Vậy gom lại cho nó gọn nha. Hữu nào có tưởng thô là hữu tưởng hữu. Rồi ha. Hữu nào không có mặt tưởng thô, mở ngoặc tưởng tế, đóng ngoặc lại. Hữu nào không có mặt tưởng thô, mở ngoặc tưởng tế, đóng ngoặc là phi tưởng phi tưởng hữu. Là phi tưởng phi tưởng hữu. Hữu nào không có mặt tưởng thô, tưởng tế là phi tưởng phi tưởng hữu. Rồi. Chị kịp chưa? Alo. Bắt ngoài học thì chút xíu. Bắt ngoài học chết rồi. Rồi, tiếp theo. Có hữu năm quẩn. Phải. Có hữu năm quẩn. Phải. Hữu bốn quẩn và hữu một quẩn. Có hữu năm quẩn, hữu bốn quẩn và hữu một quẩn. Phải. Rồi, đúng không? Tất cả hữu này đều do nghiệp tác thành. Tất cả hữu này đều do nghiệp tác thành. À, tức là do nghiệp tác thành nên có nên ra cái hữu năm quẩn, bốn quẩn hoặc là một quẩn. Thì tất cả những hữu này đều do nghiệp tác thành. Rồi, xuống dòng, gặp tao dòng cái. Không có nghiệp hữu, thời không có sanh hữu. Không có nghiệp hữu, thời không có sanh hữu. Nói cái bông cũng được ha, cho cái bông cũng được. Không có nghiệp hữu, thời không có sanh hữu.
Và nếu mà không có nghiệp hữu thì nghiệp hữu nó cũng không không có mặt luôn, không thể có mặt được. À, cho nên đánh dấu vào cho nó cái, nhấn mạnh cái. Rồi, đó là như vậy là vị chủ con chúc ha. Rồi, bây giờ xuống dưới là thủ duyên hữu tương ưng. Ghi cái chữ bự lên, thủ duyên hữu tương ưng. Thủ duyên hữu tương ưng. Chưa, biết phải không? Dục thủ duyên cho dục hữu hai chấm. Dục thủ duyên cho dục hữu hai chấm. Có đủ năm uẩn và thuộc tưởng hữu. Có đủ năm uẩn và thuộc tưởng hữu. Rồi, tức là khi mà dục thủ nó làm duyên cho sanh phát sanh cái dục hữu thì cái dục hữu nè, cảnh dục giới và dục hữu phải có đủ năm uẩn và nó thuộc về tưởng hữu, tức là thuộc về có tâm thức ha, tức là đủ năm uẩn ha. Thì như vậy có đủ năm uẩn và thuộc tưởng hữu. Tức là dục thủ duyên cho dục hữu là nó sẽ có sự tương ưng là như vậy. Hiểu không vậy, nắm được không vậy? Không được không, cho biết đi. Thì Đức nói rồi ha, giờ mình học lại chút xíu thôi. Không được ha, mà dễ ội ha, không có gì đâu ha. Dễ ội. Rồi, dục thủ duyên cho dục hữu thì bác sanh là nó tương ưng với là cảnh giới có năm uẩn thuộc về tưởng hữu, tức là thuộc về có sắc thọ tưởng hành thức ha, có đầy đủ không. Rồi giờ sắc thủ duyên sắc hữu. Sắc thủ duyên sắc hữu. Hai chấm. Năm uẩn có và một uẩn cũng có. Năm uẩn có và một uẩn cũng có. Phải. Tưởng hữu có lại năm uẩn có và một uẩn cũng có phải. Tưởng hữu có và vô tưởng hữu có chấm. Rồi ghép nó lại thành một câu luôn ha, để thôi lộn xộn. Sắc thủ duyên cho sắc hữu là do ái thủ cái cảnh sắc giới, duyên cho cảnh sắc giới sắc hữu thì có năm uẩn cũng có nè, mà một uẩn cũng có, tức là tưởng hữu có và vô tưởng, tức là cõi sắc giới có vô tưởng luôn ha, vô tưởng hữu cũng có luôn. Thì như vậy sắc thủ duyên sắc hữu có năm uẩn cũng có, một uẩn cũng có, tưởng hữu có và vô tưởng hữu cũng có luôn. Được chưa? Nắm được chưa? Alo. Rồi, ghi xong ha. Rồi, tới vô sắc thủ. Duyên vô sắc thủ. Hai chấm. Vô sắc thủ. Lộng hộp. Học lần trước mình giảng kỹ lắm. Bây giờ hỏi lại lộng hộp một chút. Rồi. Vô sắc thủ. Duyên vô sắc thủ. Duyên vô sắc hữu hai chấm. Có tứ danh uẩn phải. Có tứ danh uẩn phải. Tưởng hữu có. Phi phi tưởng hữu có luôn.
chứ. Tưởng hữu có, phi tưởng phi hữu có, thì còn vô, vô sắc hữu thì có tứ danh quẩn, tức là không có sắc quẩn, à, có thọ tưởng hành thức là tứ danh quẩn, thì đó có tưởng hữu nó có, à, tưởng hữu là có cái nãy mình học rồi, là những cái mà thuộc về tưởng thô đó, về thô đó, tưởng hữu có, phi tưởng cũng có luôn, là thuộc về cảnh mà sắc thuộc về tưởng tế có ha. Thì như vậy vô sắc hữu, duyên chứ vô sắc hữu, mình có tứ danh quẩn có, tưởng hữu có, phi tưởng hữu có. Đầy đủ không thiếu gì ha. Được chưa? Nắm được chưa quý vị ơi? Alo. Mai như học ôn rồi thôi nha, chứ không phải là mới nha. Nắm được ha, ok. Rồi, như vậy, đối với ba hữu, hai chấm. Như vậy đối với ba hữu hai chấm. Dục hữu phải, sắc hữu phải, vô sắc hữu. Duyên từ tứ thủ. Dục hữu, sắc hữu, vô sở hữu, duyên từ tứ thủ, từ tứ thủ đó, duyên ra dục hữu có, sắc hữu có, vô sở hữu có. Rồi xuống dòng, từ đó có được 2 chấm 3 nhân 4 bằng 12 hữu. Từ đó có được 2 chấm 3 nhân 4 bằng 12 hữu. Rồi, như vậy là chấm dứt cái phần mà chúng ta học về thủ duyên cho hữu ha, và nghiệp hữu và sanh hữu. Xong cái phần đó rồi, giờ mình vô tới số 10, đi tới số 10. Hữu duyên sanh, hữu duyên sinh. Số 10 là mã. Quá bắt tới già trà tí ngủ duyên sinh. Hữu, hữu như vậy, hữu, hữu mới học hữu xong à, bây giờ hữu có duyên cho sanh, thủ duyên cho hữu, là hữu duyên cho sanh, duyên sinh hữu nha. Phá quá là hữu. Đúng rồi, lý chi thủ đặt rồi. Rồi, đúng rồi đó. Rồi, bây giờ bữa nay mình học vô cái bài mới là hữu duyên cho sinh. Phá quá bách cho già trà tí. Rồi, xuống dòng. Hữu duyên sinh chỉ lấy phần nghiệp hữu. Phải. Không thể lấy sanh hữu. Hữu duyên sinh chỉ lấy phần nghiệp hữu, không thể lấy sanh hữu. Này từ cái nghiệp hữu nó mới duyên cho sanh, à, còn cái sanh hữu nãy mình nói là những cái cảnh giới sanh hữu ha. Thì giờ đây mình chỉ lấy cái phần nghiệp hữu để mới nói duyên cho sinh. Thì mình ghi ra hữu duyên sinh chỉ lấy phần nghiệp hữu, không thể lấy sanh hữu. Rồi đúng không? Xuống dòng, nghiệp hữu hai chấm. Nghiệp hữu hai chấm. Nghiệp hữu gồm có những loại tâm nào đây? Alo, quý vị ơi, học rồi nha. Bây giờ nghiệp hữu là những loại tâm nào đây? Ngài trả lời coi. Mười hai tâm bất thiện có không? Mười hai tâm bất thiện có không? Mười hai tâm bất thiện có, xà thấu nghiệp hữu có mười hai tâm bất thiện ha. Rồi gì nữa?
15 tâm vô nhân có không? 15 tâm quả vô nhân có không? No. No. Ok, sao? Rồi, giờ 24 thiện dục giới có không? 24 tâm dục giới tịnh hảo có không? 24 tâm dục giới tịnh hảo có không? Tám lại thiện thôi. Thì sao tám quả? Hồng Dung ghi cho tám quả chắc rồi. Tám lại thiện dục giới làm nghiệp mà, tâm động tác là nghiệp mà. Tám thiện dục giới. Cái này bị lùng bùng hay sao cô Nhung? Cô Nhung này bị lùng bùng nè. Này bị lùng bùng. Rồi, 15 tâm sắc giới có không? Năm thiện sắc giới, đúng rồi, xả thử. Rồi gì nữa? Năm thiện sắc giới là gì nữa? Bốn thiện vô sắc giới, chính xác, chính xác. Rồi, như vậy chúng ta nghiệp hữu mình có là 12 tâm bất thiện, 8 thiện dục giới, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc, tổng cộng bao nhiêu? Ghi ra đi, dùm coi. 28, 20, 25, 29. Rồi, nghiệp hữu là mình có 29 là 12 tâm bất thiện, 8 thiện giới, 5 thiện, 4 thiện sắc giới. Rồi, như vậy xuống dòng, gạch đầu dòng cái ha, đánh cái bông đầu dòng cũng được. Mọi sự khác biệt về giai cấp phải, mọi sự khác biệt về giai cấp phải, dòng tộc phải, trú xứ phải, loại sanh thú khi sanh phải, loại sanh thú khi sanh phải, chính do các nghiệp này, chính do các nghiệp này, tức là do những cái nghiệp ở đây mình mới vừa nói đó, 12 bất thiện, 8 thiện giới, 5 thiện sắc giới, 4 thiện sắc giới, chính do những cái nghiệp này nó mới tạo ra sự khác biệt về giai cấp, dòng tộc, trú xứ, loại sanh thú, mình thuộc giàu nghèo hay bất cứ cái gì sự khác biệt trên cái thế gian này, đều do những cái nghiệp phủ này nó tác tạo, là do chính cái nghiệp phủ này nó làm nên sự sai biệt của thế gian. Người thì giàu, người thì nghèo, người thì sang trọng quý phái, người thì hèn mọn, người thông minh, người ngu đần, vân vân vân, tất cả đều do nghiệp phủ nó tác tạo, nó làm hết. Nó là lý do tại sao mà có những sự khác biệt trên thế gian này. Chúng ta biết là chính vì những cái nghiệp bất thiện, nghiệp thiện hay là những cái tâm thiện, vân vân, thì nó tạo nên sự khác biệt như vậy. Rồi, nắm được chưa quý vị? Hello. Ok. Rồi, xuống dòng mình là hữu duyên cho sinh, phải không? Bây giờ mình lấy cái chữ sinh, hai chấm. Sinh, cha tí, hai chấm. Rồi, có nghĩa là có sự phát sanh, có nghĩa là có sự phát sanh, sự hiện hữu của các uẩn, sự hiện hữu của các uẩn, có sự phát sanh, sự hiện hữu của các uẩn do nghiệp hữu trong hiện tại, do nghiệp hữu trong hiện tại, duyên cho sự sanh trong tương lai, chấm. Do nghiệp hữu trong hiện tại,
duyên cho sự sanh trong tương lai. Tức là ở đây muốn nói cho mình biết là có nghĩa là cái sự sanh này là có cái sự phát sanh, có cái sự hiện hữu. Các quẩn tức là sắc thọ tưởng hành thức, những quẩn ha, do nghiệp hữu, do chính là 12 bất thiện, 8 thiện giới, 5 thiện sắc giới, 4 thiện sắc giới, thì chính do nghiệp hữu này nó phát sanh hiện nghiệp hữu trong hiện tại này nè. Ví dụ như mình thì mình tạo thì nó sẽ cho chúng ta sanh, nó phát sanh trong tương lai, thì như vậy được gọi là sinh. Sinh phát sanh bởi vì do nghiệp hữu. Đó là cái ý nghĩa của chỉ sinh là như vậy. Hay là xuống dòng mình ghi nói cách khác, gặp vào dòng nói cách khác là có sự hiện hữu của hai thành phần danh và sắc. Nói cách khác là có sự hiện hữu của hai thành phần danh và sắc. Khi nào có sự hiện hữu hai thành phần danh và sắc trong tương lai thì như vậy có sự sinh. Sự sinh phát sinh. Sao rồi? Alo. Nắm được chưa? Đi tiếp nha. Số 1. Danh sanh 2 chấm. Danh sanh 2 chấm. Khi có nghiệp hữu làm duyên, tạo nên tâm và tâm sở sanh khởi. Khi có nghiệp hữu làm duyên, tạo nên tâm và tâm sở sanh khởi. Thì cái đó được gọi là danh sanh, tức là danh nó phát sanh. Là khi mà có nghiệp, nó nghiệp hữu làm duyên, tạo nó phát sanh ra tâm và tâm sở của mình nó được sanh khởi, thì được gọi là danh sanh. Nắm được không quý vị? Alo. Có dễ hiểu không? Alo. Rồi ha, ok. Rồi số 2, sắc sanh 2 chấm. Sắc sanh. Là có sự phát sanh của các sắc do nghiệp. Là có sự phát sanh của các sắc do nghiệp. Còn được gọi là sắc nghiệp sanh. Còn được gọi là sắc nghiệp sanh. Là sự phát sanh của các sắc do nghiệp. Còn được gọi là sắc nghiệp sanh. Sắc nghe, sắc nghiệp quý vị còn nhớ không? Phải không? Học lâu rồi chẳng biết còn nhớ không đây. Này, sắc nghiệp sanh là những sắc nào đâu? Alo. Sắc nghiệp sanh, giờ ghi ra, giờ ghi đi, nó tùm lum quá rồi. Ba bọn sắc nghiệp, hai chấm. Có ba bọn sắc nghiệp. Có ba bọn sắc nghiệp, hai chấm. Sắc thần kinh thân. Sắc tính. Và sắc y vật, đó là ba bọn sắc nghiệp nó phát sanh lúc mà tục sinh, lúc mà sanh lên phát sanh đầu tiên có ba bọn sắc nghiệp, là có sắc thần thân trước, sắc thần thân là sắc tính, nam tính, nữ tính và sắc y vật, thì lúc đó ba bọn sắc nghiệp này nó phát sanh do cái sắc được gọi là sắc do nghiệp, sắc nghiệp sanh. Nhớ bài không? Nhớ gì đứa học về sắc có rồi ha. Vì tại sao nó khi mà cái khởi đầu nó phát sanh á, khi mà có cái thần kinh thơ, có cái thân đầu tiên chút xíu như cái dầu á, mà nó là chấm cái lông con gì đó rẫy ra mấy chút xíu nữa, thì đó là có cái thân, thì lúc đó có cái thần kinh thân, và ngay lúc đó nó cũng có sắc tính luôn, nam tính và nữ tính do nghiệp hết, và sắc y vật là chỗ để cho tâm lương, thì hợp rồi hết ra mà có như có đầy đủ ba cái bọn sắc nghiệp này phát sanh thì được gọi là sắc sanh. Rồi ha, rồi tiếp nha, tiếp chút xíu nữa, còn thời gian chút xíu. Thời sanh hai chấm.
danh sanh, sắc sanh nào, giờ tới thời sanh, thời giống. Thời sanh. Hai chấm có ba cấp. Thời sanh hai chấm có ba cấp. Một là thời tục sinh. Thời tục sinh sanh. Ghi rõ là thời tục sinh sanh. Còn thí sanh thí cha thí, thời tục sinh sanh. Thành thí là tục sinh, cha thí là sanh, thời tục sinh sanh. Hai chấm. Thời tục sinh sanh. Tức là cái thời ngay cái tục sinh sanh đó, mình ghi là có nghĩa là, có nghĩa là danh và sắc nghiệp trong thời tục sinh sanh. Có nghĩa là danh và sắc nghiệp trong thời tục sinh sanh. Tức là ngay sắc na tâm tục sinh đó, là lúc đó là danh, sắc na tâm và sắc nghiệp sanh ngay lúc đó luôn. Thì được gọi là danh và sắc nghiệp sanh trong thời tục sinh sanh. Hiểu không quý vị? Quý vị hiểu đâu mà nó học sắc pháp rồi, giờ học lại này chắc hiểu hả? Ok, rồi ha, thông qua được ha. lớp này siêu sao, là lớp này dữ lắm. Siêu sao là học gì? Số 2, tiếp diễn sanh. Tiếp diễn sanh. Cái này tiếp diễn sanh, sanh tới tí trà tí, tiếp diễn sanh. Rồi, tức là sau cái tục sinh rồi tới tiếp diễn sanh ha. Tức là danh sắc, tức là danh sắc liên tiếp sanh khởi không gián đoạn cho đến khi mạng chung. Tức là danh sắc liên tiếp sanh khởi không gián đoạn cho đến khi mạng chung. Thì được gọi là tiếp diễn sanh. Rồi, dễ hiểu ha. Rồi, số 3. Sát na sanh. Sát na sanh. Khái ni ca trà tú. Sát na sanh. Đây không có nói dùng chữ thập nhật, dùng thời tiếp diễn sanh, tức là những cái danh sắc tiếp diễn từ sau khi tục sinh cho tới khi mạng chung, thì cái điều là tiếp diễn sanh. Rồi tới sát na sanh. Nói về phần danh, tức là tiến trình sanh diệt của mỗi sát na tâm, có ba sát na tiểu là. Nói về phần danh, tức là tiến trình sanh diệt của mỗi sát na tâm, có ba sát na tiểu là hai chấm sinh trụ diệt. Nói về phần danh, tức là tiến trình sanh diệt của mỗi sát na tâm, có ba sát na tiểu là sinh trụ diệt. Tức là nói về phần danh đó, tức là phần tâm đó, tức là cái sắc na sanh đó, là nó có ba cái sắc na tiểu là sanh trụ và diệt, gọi là sắc na sanh. Rồi còn về phần sắc, còn về phần sắc thì mỗi bọn sắc, còn về phần sắc thì mỗi bọn sắc tiến trình sanh diệt
có đến 51 sát na. Còn về phần sắc thì mỗi bọn sắc tiến trình sanh diệt có đến 51 sát na. Tính theo 51 sát na tiểu, lọt rồi, 51 sát na tiểu, tính theo 17 sát na tâm. Còn về phần sắc thì mỗi bọn sắc tiến trình sanh diệt có đến 51 sát na tiểu, tính theo 17 sát na tâm. Rồi, xuống dòng ha. Mỗi sát na tâm có 3 sát na tiểu. Thì mình lấy 3, mình nhân cho 17 thì bằng 51, đúng không? Mỗi sát na tâm có 3 sát na tiểu, thì 3 mình nhân cho 17 cái sát na thì bằng 51. 51 sát na tiểu thì đó là phần là bọn sắc có tiến trình sanh diệt trong nó chậm hơn với tâm là 17 lần là như vậy đó. Là 51 sát na tiểu tính theo 17 sắc na tâm. Mỗi sắc na tâm có 3 sắc na tiểu thì có 51, 3 nhân 17 bằng 51. Cũng có 3 giai đoạn là 2 chấm. Cũng có 3 giai đoạn là 2 chấm. Cũng giai đoạn là 2 chấm. Sanh thì lấy một sắc na tiểu đầu tiên. Sanh thì lấy một sắc na tiểu đầu tiên. Trụ thì lấy 49 sát na tiểu giữa. Trụ thì lấy 49 sát na tiểu giữa. Diệt thì lấy một sát na tiểu cuối cùng. Lấy xong một sát na tiểu cuối của tiến trình một quãng sắc. Là một sắc na tiểu cuối của tiến trình một quãng sắc. Thì như vậy là sanh là một sắc na đầu tiên ha, rồi trụ là 49 sắc na giữa, tức là cái lộ tâm có 51 sắc na thì 49 cái giữa là được gọi là trụ, và cái đầu tiên là sanh, và cái sắc na cuối cùng thì được gọi là diệt. Thì như vậy là sanh trụ diệt của một bọn sắc thì nó phải trải qua 17 sắc na tâm, qua 51 sắc na tiểu là như vậy. Rồi, quý vị nắm được là có nắm được cách này không? Ví dụ mình viết ra là 17 sắc na tâm, 17 sắc na tâm mình viết ra thì cái sắc na đầu tiên thì được gọi là sanh, tính theo sắc pháp thì nó là sanh. Còn cái cuối cùng là diệt, còn cái giữa thì gọi là trụ. 49 cái giữa thì trụ. À, thì mình vẽ vào, mình tưởng tượng ra 17 sắc na tâm là mình thấy liền cái gì đó. Được chưa, nắm hay không? Dạ, ở kia đó, dạ, ủi ha. Rồi, còn chút xíu rồi ráng cho hết nha, chút xíu ráng cho hết. Cách sinh, 2 chấm. Cách sinh, 2 chấm. Cách sinh, sự sinh ra đó, cách sinh, 2 chấm. Copy luôn nhỏ lẻ. Có 4 cách sinh thì có 4 cách, có 4. Rồi đó, bà boss lên sắp xuống rồi cho đàng hoàng ha. Noãn sinh, anh nó chắc trà tí. Thai sinh, chắc là bú chắc trà tí. Pháp sinh, sanh xê đó chất trà tí. Hóa sinh, ô bá bà tí cá trà tí. Có 4 cách sinh. Là 1 là nõn sinh, là sanh bằng trứng. 2 là thai sinh bằng bào thai.
3 là thấp sinh, sanh là những ẩm thấp, 4 là quá sinh. Thì như vậy cách sinh ra là có cho mình biết là có 4 loại là noãn thai thấp hóa, 4 loại ha. Đó, do tự hữu nó duyên nó sinh, nó sinh nó có bốn cách vậy, nó thai thấp quá thì như con người mình thì thuộc về thai sinh ha, thì nó là bốn cách nó thai thấp quá. Rồi xuống dòng quẩn sinh hai chấm, quẩn sinh hai chấm có ba. Quẩn sinh hai chấm có ba. Sửa lại luôn cô thư ký. Quẩn sinh hai chấm lại giờ hết giờ nè, 10:30 hơn rồi. Quẩn sinh hai chấm ngủ quẩn sinh. Sẽ bỏ nó xuống từng cái ha. 1, 2, 3 xuống cho nó ra. Rồi, như vậy nói về quẩn sinh thì cho chúng ta biết là có 3 loại. Thứ nhất là ngũ quẩn sinh. Thì ngũ quẩn sinh là có mặt sinh trong 26 cõi ngũ quẩn. Thì theo quý vị 26 cõi ngũ quẩn là những cõi nào là bao? 26 cõi ngũ quẩn có đủ 5 quẩn nha. Dục giới, sắc giới, trừ vô tưởng, xa thú, xa thú. Rồi, như mà 11 dục giới, 15 sắc giới là 26 rồi. À, rất là xa thú ha. Rồi, chính xác. Thì như vậy chúng ta có được là ngũ quẩn sinh. Và sanh ra có 26 cõi và có ngũ quẩn sinh. Rồi, tứ quẩn sinh. Tứ quẩn sinh là sinh trong 4 cõi vô sắc. Là mình biết rồi ha. Và trừ sắc quẩn ra thì nó còn là tứ quẩn sinh, 4 cõi vô sắc. Rồi nhất quẩn sinh là chỉ sinh trong một cõi, cõi là cõi vô tưởng, tức là chỉ có sắc quẩn thôi. Thì như vậy ngũ quẩn sinh cho chúng ta có ba loại. Ý quẩn sinh cho mình có ba loại là ngũ quẩn sinh, tứ quẩn sinh và nhất quẩn sinh. Đó là do từ thủ duyên cho hữu, rồi hữu nó duyên cho sinh. Thì cho chúng ta bốn cách là noãn thai thấp hóa, rồi tứ quẩn, ngũ quẩn, tứ quẩn và nhất quẩn. À, thì vậy phân chúng ta thấy rõ ràng những cái sự mà phát sinh trong cái thế giới mà bao la vũ trụ này mà gom gọn trong đây hết, không có chạy đâu ra khỏi ha. Những cái này mà nhiều khi người ta còn chưa hiểu được, nhất là nói về hóa sinh hay là thấp sinh là người ta chưa hiểu nổi. Thì khi mình học vào đây mình sẽ thấy được cái sự hiện bày một cách rất rõ ràng, hoãn thai thấp quá như thế nào, ngũ quẩn, tứ quẩn, nhất quẩn như thế nào. Học ở đây là sắp nổ đầu đó. Rồi vậy là chúng ta đã chấp dứt được cái bài là hữu duyên sanh, hữu duyên cho sanh. Hôm nay là mình đã xong ha. Còn ngày kỳ sau là mình đi tới sanh duyên lão tử, từ sau là mình đi vô nghe làm ông lão rồi chơi nha. Rồi do phước báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sớm có đi tại thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thể. Dạ nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tam Ma Giá. Rồi xin mời MC. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ nguyên như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh rất là nhiều đã giảng dạy cho chúng con bài học của ngày hôm nay, nó rất là khó thưa thầy. Mà ráng. Dạ nguyên như con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư. Con
con xin dâng bức tài cho sư ạ. Bhava tu sappa mangalang rakhan tu sappa devata sappa buddha nuva ve na sara sothi bhavan tu te Bhava tu sappa mangalang rakhan tu sappa devata sappa dhamma nuva ve na sara sothi bhavan tu te Bhava tu sappa mangalang rakhan tu sappa devata sappa sangha nuva ve na sara sothi bhavan tu te Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, gia nhờ oai đức của chư Phật, gia nhờ oai đức của giáo pháp, gia nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.